Hello anh em, lại là mình đây anh em. Rồi hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai rừng nha anh em nha. Hôm nay mình có clip mấy cây cũng đẹp đẹp không anh em à. Anh em yêu thích cái cây nào thì liên hệ trực tiếp mình nha anh em nha. Giờ anh lên hello anh cái anh lên. Hello anh em. Rồi nói anh ơi. Dứt nha anh em. À giờ anh lên dứt xong rồi. Rồi. Cây đầu tiên là anh em nè. Cây có hình thú. Độc lạ Việt Nam luôn anh em. Cây hình thú nha anh em nha. Cây này nếu mà mấy anh em về đục làm cái số 4 luôn nha mấy anh em nha. Rồi, dứt. Quanh anh. Nhìn ra số 4 này cho. Quanh 33. Quanh 33 nha anh em nha. Cao 23, ở 32. Rồi, quanh 33 cao 23. Dài. Dài con thú luôn, dài cầu luôn. Dài 42. Rồi anh em yêu thích cây này liên hệ mình nha. Dứt thôi anh em. Chốt. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây đế đẹp anh em à. Đế nè. Đế bao đẹp luôn nha. Rồi vành anh. Vành 32. Còn có cây đem vô đấy. Cao 50. Rồi vành 32 cao 50 nha. Anh em yêu thích cái này liên hệ mình. Dứt thôi anh em. Bộ yếu luôn rồi. Chốt nhanh này nha anh em nha. Lại tiếp tục anh em. Một cây chi đẹp, đế đẹp, bò đẹp luôn. Rồi. Cây này mà không dứt cây nào nữa. Quanh. Nắng rồi anh em. Bữa anh kia vô bình luận tôi thấy lên nắng tội ghê. Cho anh lên ngủ phòng lạnh đây. Quanh 34. Anh nói anh thưởng anh lên không dám ngủ phòng lạnh đâu. Quanh 34. Vượt. Cao 28. Này nó phòng lạnh không lạnh. Dài 37. Rồi chốt thôi anh em. Cây khá đẹp nha anh em nha. Dứt. Rồi anh em. Lại tiếp tục thôi anh em ơi. Cây khá đẹp nha anh em nha. Đó, để cũng tạm được nha anh em nha. Rồi Quanh anh. Phái thì lộn mấy nhỏ quán, chủ quán là quanh 26. Quanh 26. Cao 37. Rồi quanh 26 cao 37 nha anh em nha. Trồng chậu 45. Chốt thôi anh em. Chốt anh em. Dứt. Anh em lại tiếp tục anh em. Đó, đế nè anh em à. Em lấy cây kia tầm luôn. Hỏi bán luôn, tầm luôn. Rồi, quanh. Em chậu luôn. 16 bò dứt. Bò lấy thuốc tứ luôn, tầm luôn. Cái cây đó nhìn cái bầu nó không hả? Quanh 36. Cao 24. Mình 36 cao 24 nha anh em nha. Bây giờ tầm 30. Rồi trồng chậu 40 nha. Dứt, chốt thôi anh em. Giờ anh em lại tiếp tục thôi một cây bay nữa nha. Cây chi bay phóng ra đẹp lắm nha. Đấy nè. Quanh. Cây khá đẹp. Tối nay mà cây của bác quý mà hài một lần nữa là chọc tớn luôn. Mình 39. Mình 39. Cao 36. Rồi mình 39 cao 36 nha anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình. Dứt. Lại tiếp tục thôi anh em ơi. Cây đế đẹp, chi đẹp luôn nha anh em nha. Đế nè. Rồi cây này nó xiên ra nha. Quanh năm. Quanh 35. Rồi quanh 35. Cao 37. Quanh 35 cao 37 nha anh em nha. Rồi chốt thôi anh em. Dứt. Cây này bao nhiêu mà. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Rồi cây này cái cuối cùng clip á, anh em xem nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi quanh anh. Cây này dễ bao phê luôn anh em. Dễ khá nhiều. Đầy chậu luôn. 31. Bay 33. Mình 31 bay 33 cao. Cao 28. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Dứt.